Cả nhà thân mến, hôm nay A Páo và nhạc sĩ Hà Long Quyền đang chuẩn bị test âm và chuẩn bị cho chương trình thu thanh cho MZ học trò A Páo. Đây, đang test mic, test âm này. Đây là mic thu của phòng thu của Hà Long Quyền này, rất đẹp, âm thanh rất chuẩn luôn. Nhưng do là dịch Covid cho nên là A Páo và nhạc sĩ Hà Long Quyền phải mang những cái đồ công cụ và linh kiện của mình như là sao cạc này, sao cạc thời năm 2010 này, cái này năm bao nhiêu nhỉ? Đấy. Cũng không rõ nhưng nói chung là sao cạc xịn đấy. Đấy, sao cạc như ngày xưa người ta thường mua sao cạc này khoảng tầm 10 triệu. Ừ. Còn laptop thì đây, laptop của A Páo đây. Laptop của A Páo thường để làm video cho MZ đây và các chương trình đây. Đấy, phòng thu đơn giản là chỉ cần cái mic thu tốt và cái hệ thống âm thanh laptop chuẩn bị cho một cái chương trình đặc biệt là cho MZ. Đấy, A Páo phải mang cả bàn phím rời đi này. Đấy, âm thanh sẽ được thu ở đây. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lọc xì thôi. Cả nhà nhá, yên tâm nhá, phê luôn. À, cái này nghe phone này, còn cái này đường thu này. Đây, đang chương trình chuẩn bị đây cả nhà. Anh em cũng đang gấp rút để làm cho mọi người được thưởng thức trước khi đón xuân thì sẽ có những nhạc phẩm âm nhạc để gửi tới cho cả nhà. Hay là đổi tai phone đi. Hay lấy tai phone của Quyền. Tùy tùy tai phone. À, lấy tai phone của cái lấy phone của Quyền đi. Đây, phòng thu của Hà Long Quyền đơn giản này thôi. Nhạc giả sĩ Hà Long Quyền biệt danh là A Chơ. Ai chưa Họ nào? Hà là của người người Thái cả nhà nhé, của người Thái Nghệ Họ An Hà nhé. là họ Hà là họ Thái nhưng mà đến đây là họ Hà là thành họ Hầu. Họ Hầu là uống. Hà là thành họ Hầu, Hầu Hầu. uống uống là chơ, Chơ là rượu, chơ là Hầu rượu đó. là uống rượu. Hà Văn Diệu. Hà Văn Diệu. Đây, sẽ mang em laptop này vào để thu âm cho Di, để chương trình Di sẽ được nghe những bản sáo của mình hàng ngày. Đấy. Hôm trước cũng đã thu thu bài In Là Ơi rồi. Hôm nay mới có thời gian để thu tiếp bài Người Mèo Ăn Đảng Không luôn, và không luôn. rất là nhiều bài nữa. Alo, một hai, À, đã vào rồi đúng hai, không? hai. Rồi. Đây sườn núi lưng đèo. Mèo ca hát sao còn sáng trên trời người. À, có khi lấy bộ này để quên Alo, nhỉ, có khi lấy bộ này để A Páo vừa alo, dậy lại một vừa hai, thu âm luôn nhỉ. Lại đây, xịn quá đúng không? alo, một không. Lại phải phải mua một cái cạc rời này. A Páo sẽ mua cạc rời này, lúc nào đến dậy Di là chỉ việc bật cạc rời này và bộ laptop này thì âm thanh thì quá nét đúng không? Ok ok đấy, bây giờ chuẩn bị đi thôi nha. Rồi cả nhà, bây giờ Bây giờ A Páo và Hà Long Quyền sẽ lên đường để Lên chuẩn đường. bị cho Bao chương nhiêu cây trình thu âm. bao nhiêu cây số nhỉ? 7 km, tầm 6 cây rưỡi, tầm 6 cây đi cho nó thoải mái. Hành trình của A Páo và A Chơ sẽ còn 7 km nữa các bạn ạ. Rồi, Vào trong xóm. chào cả nhà nhé, mua Ok. say. Rồi. A Páo và nhạc sĩ Hà Long Quyền đang đi trên con đường vào nhà Di. Con đường vào rất là gập ghềnh ở nhà. Con đường rất gập ghềnh nhé. Này, toàn sỏi đá thôi. Đoạn này chưa được đổ bê tông cho nên là đi chỉ có hỏng xe thôi.
gập ghềnh, đường hạnh phúc khập khênh, hoa sương mây trắng ơi, sắc trắng hồng đang trôi. Tìm ký ức nơi em hiền hữu trong đá núi, đường hạnh phúc khắp khênh, hoa sương mây trắng lối, sắc trắng hồng đang trôi. Đấy, khó đi quá, bao nhiêu thứ. Đấy, con đường vào rất là trơn, nếu mà đi cái đường mà trời mưa này nữa càng trơn. Trời càng mưa càng trơn. Những cung đường này thì cũng đang được sửa sang, nhưng mà tốc độ thì A Báo thấy là nửa năm này vẫn còn chưa xong. Quá khó, quá bẩn và quá xấu. Đấy, con đường đi vào bản này. Đây là đường lớn đấy, nhưng mà cũng chưa được sửa sang nhiều cho nên hỏng hết rồi cả nhà. Không biết chọn lối nào để đi luôn. Lối nào cũng rất là xấu. Ôi dồi, trên xe này nhiều đồ nữa. Hạ Long Quyền này. Rồi đây đây. Ở đây nhạc sĩ Hạ Long Quyền đây. Rồi ổn không? Ổn không? Đồ đạc ổn không? Đấy, cả nhà thân mến, A Páo với nhạc sĩ Hạ Long Quyền đây. Hai anh em mặc áo mưa giống nhau đây. Lần đầu tiên là được đi cùng A Páo trải nghiệm không gian mới. Đấy. Đây là làng du lịch. Bây giờ A Páo với Hạ Long Quyền sẽ tiếp tục đi. Rồi đi Quyền này, đi cho kịp thời gian. Đường vào khó cả nhà. Hôm nay trời mưa cho nên là hai anh em phải mặc áo mưa. Đồ là kín hết rồi. Nào là guitar, nào là laptop, nào là sao cạc và các linh kiện để thành một cái phòng thu mini di động. Phòng thu mini di động này vào thu trực tiếp cho Di luôn, không phải đưa Di ra ở ngoài phố huyện mà thu nó mất thời gian. Mà cái thời điểm này đang Covid nữa cho nên là hạn chế đi lại cho Di ở nhà tập luyện thôi. Còn không nên đưa Di đi phố huyện làm gì, nó quá mất nhiều thời gian để phải đưa về. Tốt nhất là mình cứ phải đi vào trong nhà để mình thu. À, A Páo đi đã, cả nhà nhé. Quý thân mến, đây là con đường đi vào bản Mã Tìa. Đến vị trí này là con đường đẹp rồi, đẹp hơn rồi, nhưng mà mỗi tội là trời rất mưa. Trời rất mưa cho nên là hai anh em phải bịt kín hết người à. Chỉ chừa một lỗ thở thôi. Hôm nay rất là vui là nhạc sĩ Hạ Long Quyền đồng hành cùng A Páo và hỗ trợ A Páo để sản xuất một chương trình âm nhạc nho nhỏ đặc biệt để gửi tới cho cả nhà. Chương trình mini show của Mitsuji Thiên Di. Đây, trời rất mù nhỉ. Không ở nhìn xa thì khoảng tầm 30 mét thôi, tầm nhìn xa 30 mét. Không thể nhìn xa hơn được nữa, bởi vì ở trước là toàn mây mù và mây mù bao phủ hết con đường rồi, trắng xóa rồi. Tìm ký ức nơi em hiền hữu trong đá núi, đường hạnh phúc gập ghềnh, hoa sương mây trắng lối, sắc trắng hồng
đắm đã chiếu hình anh em trên đỉnh Mã Pì Lèng, mây thả bóng dáng em giữa tấm gương nhỏ quê. Em để hồng trong đá những trầm tích trổ hoa, vượt gành đá vực sâu dòng nhỏ quê thâm sâu, mùi hương tam giác mạch nồng say, có thương nhau anh về nơi miền cao nguyên đá, em hoa đã chờ anh. Điệp chung núi đèo cao tìm em giữa chờ phiên, diêu hương tam giác mạch nồng say, có thương nhau anh về nơi miền cao nguyên đá, em hoa đã chờ anh. Rồi, view này rất đẹp cả nhà này. Rồi, hai anh em nghỉ đây một tí, con đường còn khoảng tầm 2-3 km nữa. Đấy, rất đẹp cả nhà, trời rất lạnh, ngoài nhiệt độ khoảng tầm 8 độ C thôi. Long Quyền bảo là hôm nay trời thì không ủng hộ hai anh em, nhưng mà hai anh em tự ủng hộ nhau, cầu rất hay nhá cả nhà nhá. Đấy, Long Quyền đang chém gió quảng cáo du lịch đấy, đây là biên giới Trung Quốc. Đấy, hai anh em đi trời mưa, mặt che kín hết rồi cả nhà này, không còn cái gì để mà hở nữa này. Đấy, rất là vui, hai người đàn ông tự tìm những cái niềm vui cho nhau. Đấy, rồi đấy. Bây giờ cả nhà thân mến, hôm nay rất là vui là có nhạc sĩ Hà Long Quyền là đồng hành cùng A Páo. Bạn đấy làm ở Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch huyện Đồng Văn, hôm nay mới có thời gian để đồng hành cùng A Páo, vì là công việc còn nhiều nước rất là bận, cho nên là hôm nay mới bớt chút được thời gian để hỗ trợ cho A Páo thu thanh. Và bây giờ chúng ta cùng đi tiếp. Rồi, lạnh quá rồi. Đấy, lạnh quá rồi. Nhạc sĩ Hà Long Quyền đi trước đây, A Páo đi sau. Tiếp tục đi cả nhà nhé. Đây là điển hình là có một khối đá nằm lăn lóc ở giữa đường đây. Đấy, rất nguy hiểm của nhà nhé. Ai mà đi vào thì hết sức cẩn trọng với con đường mà A Páo đang đi nhé. A Páo đã cảnh báo trước là rất nguy hiểm luôn. Không biết là trường hợp nào có thể xảy ra, nhưng trường hợp xấu xảy ra lúc nào mình không thể biết được. Cho nên là nếu mà đi những con đường này thì hết sức cẩn trọng. Cái này chỉ có đen đỏ thôi, không tính, không thể biết được. Tính về số má thì A Páo không biết, nhưng mà nói chung là phải may mắn đấy, may mắn mới thoát được những cái cảnh đấy. Rất nguy hiểm luôn. Đấy, đá này, đá lăn này, rất nguy hiểm này. Đấy, con đường vào nhà Di khoảng tầm 1 km, hơn 1 km nữa sẽ đến nhà Di. Hai anh em vẫn đang tiếp tục hành trình. Trời đang mưa phùn mà rất là lạnh. Nhiệt độ ở trên cao nguyên đá hiện tại là 8 độ C. Cho nên là hai anh em thì phải cố gắng hôm nay phải đi, bởi vì ngày mai nhạc sĩ Hà Long Quyền là bận việc cơ quan. Với lại là nhân dịp cuối năm thì sẽ làm những chương trình sự kiện cuối năm, cho nên là rất là bận. Bạn đấy đi đồng hành với A Páo là cũng là một cái thành công với A Páo rồi, là bạn đấy sẽ hỗ trợ cho A Páo rất nhiều thứ, là vừa quay lại vừa thu âm luôn. Con đường vào nhà Di đến đoạn này thì rất là đẹp rồi cả nhà, yên tâm. Mỗi tội ở phía cái đầu con đường vào thì nó rất là nguy hiểm và không an toàn.
ở phía bên hai à, ở phía bên là vách núi, dựng đứng thì đá hay lăn và sạt lở rất nguy hiểm. Nhạc sĩ Hà Long Quyền ở sau mang một cái ba lô với các đầy đủ linh kiện để làm một cái phòng thu mini di động này. Con đường âm nhạc của hai anh em cùng chung một con đường nhưng mà mỗi người một việc, mỗi người một khía cạnh khác nhau. Hà Long Quyền trước là ở Nghệ An ra làm ở trung tâm văn hóa, A Páo là tự do, cho nên là hai anh em vẫn kết hợp phối kết hợp với nhau làm và sản xuất ra những sản phẩm âm nhạc để gửi tới cho cả nhà, gửi tới cho quê hương, cho đất nước mọi miền của Tổ quốc. Với cái khí tiết lạnh lẽo như này thì đúng là chỉ có thích chui vào chăn và ngủ thôi cả nhà. Trời lạnh này, trời lạnh này thì chui vào chăn ngủ hoặc là Facebook này, Zalo này, rồi chém gió này, vui với gia đình này. Nhưng mà hôm nay là hai anh em cực kỳ phải cố gắng hết mình để mình làm những cái điều mà nó tốt cho em, tốt cho Di, tốt cho mọi người, mà mọi người cũng được được vui và được cảm thấy là hạnh phúc khi được xem những cái thước phim này. Thước phim này là những thước phim chân thật nhất mà anh em mang lại cho quý vị. Đây đã đến ngã ba đường vào nhà Chía rồi. Về đi thẳng này, đi thẳng Quyền ơi, đi thẳng. Rồi em và chị, ồ không phải chị đâu mà nỉa đấy, đi thẳng Quyền ơi, đi thẳng, thẳng đây, bên này. Đây bên này. Nhạc sĩ Hà Long Quyền chưa đi vào con đường này bao giờ cho nên là bị lạc là đúng rồi. Đấy, quần thể cây đa thiên hương. Hôm nay trời mây mù ảo tung chảo luôn. Rồi, nghỉ đây một tí Quyền ơi. Nghỉ đây. Rồi nghỉ một tí nào. Đây là quần thể cây đa Hà Long Quyền nhé, à quần thể cây đa Thiên Hương nhé. Ồ, rơi chân máy. À, cả nhà thân mến, A Páo và nhạc sĩ Hà Long Quyền đang ở quần thể cây đa Thiên Hương, một quần thể cây đa có niên đại là 570 năm. Đấy, hôm nay A Báo rất là vui được đồng hành cùng nhạc sĩ Hà Long Quyền, đã bớt chút thời gian đi hỗ trợ cho A Báo làm một cái chương trình đặc biệt là thu âm cho MV để làm MV đón xuân để gửi tới cho cả nhà. Đấy, hôm nay nhạc sĩ Hà Long Quyền bớt chút thời gian, có đôi lời phát biểu đi. Không có gì để phát biểu, nhưng mà A Báo cứ muốn cho mình nói thì mình sẽ nói một vài câu. Và về chủ đề thì em bảo không, chủ đề là hôm nay là như thế nào mới đồng ý đi. Hôm nay là rất vui và cũng tranh thủ ngày cuối tuần đi cùng A Páo, cũng hay theo dõi kênh của A Páo, mình cũng hóng muốn xem là thầy trò A Páo, hai thầy trò A Páo tập sáo đến đâu rồi, có thể là Quyền sẽ giúp được gì chăng cho hai thầy trò này để cho học trò và thầy trò này được thể hiện được một bản sáo thật là đúng như mong muốn, như thầy Báo. Rồi, rất là vui. Và bây giờ cả nhà ơi, A Báo với nhạc sĩ Hà Long Quyền sẽ đi vào nhà Di để chương trình thu thanh. Rất là muộn rồi, bây giờ đang ở quần thể cây đa này. Rồi bây giờ A Báo chào cả nhà nhé, múa say chào cả nhà. Và bây giờ A Báo sẽ đi. Rồi. Ô, 24. Chào con, hai con đến đây. Hai con đến đây nào. Chú cho này. Chú cho sữa này. Cả nhà thân mến này. Bị rơi này nhưng không sao. Đây là sữa của bác Lulu Hồ này. Hôm nay A Báo mua một hộp sữa luôn để cho các em. Bây giờ là cái
cái dây sữa này là con mang về cho em uống nữa nhá. Rồi được chưa? Em thì đã chạy đi trước với lành mùa đây đây. Đây rồi chưa? Đấy rồi. Con mang về nhá, cho cả nhà, cho các em uống nhá. So sinh. So sinh. À, con nói lại nào, đáng yêu các. Con nói lại xem nào. So sinh. So sinh. À rồi. Rồi rồi, so sinh nhá. Rồi con về đi. Chúc con vui vẻ nhá. Rồi. Rồi, rồi rồi. Mù chê rồi, đi rồi, chạy rồi. Rất đáng yêu nhá, cả nhà nhá. Đấy đấy. Úi giời, rất là vui đấy. À. Bây giờ Hà Long Quyền chở được không? Từ 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 từ. Cẩn thận đó. Được không? Rồi, Hà Long Quyền chở nhá. Đây là hộp sữa của bác Lulu Hồ nhá. Đấy, nhạc sĩ Hà Long Quyền hỗ trợ cho A Báo chở đây. A Báo nhiều đồ này. Nào là laptop này. Bánh kẹo này. Bánh kẹo này. Rồi bao nhiêu cân thanh long đây nữa này. Đấy rồi. Bây giờ A Báo với nhạc sĩ Hà Long Quyền lại tiếp tục đi. Ở sau A Báo lại một cái đàn guitar nữa, rất là nhiều đồ cả nhà. Rồi rồi, để A Báo chuẩn bị đồ này. Cả nhà thân mến á, hôm nay rất là vui, A Báo sẽ giới thiệu cho cả nhà một nhân vật rất là đặc biệt, là một người bạn rất là thân của A Báo.